Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới Từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, một tuần giao dịch không có nhiều biến động vừa kết thúc Đã khiến cho giá vàng thế giới ghi nhận tuần đầu tiên đi ngang Chấm dứt 3 tuần giảm liên tiếp với mức ghi nhận tại vùng 1782,45 đô la Mỹ. Trong tuần, thị trường chứng khoán của Mỹ cũng đã biến động rất mạnh. Cả ba chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều ghi điểm cao. Còn với thị trường tiền số vẫn đang giao dịch ở dưới ngưỡng 50.000 đô la Mỹ một đồng. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần tăng giá với vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán trong tuần trước, giá vàng miếng SJC với mức tăng khiêm tốn 200.000 đồng một lượng. Còn với giá vàng nhẫn bộ số 9 trong tuần này cũng ghi nhận với mức tăng khiêm tốn 150.000 đồng một lượng. Trong tuần trước, giá vàng nhẫn ghi nhận mức giảm 400.000 đồng một lượng. Như vậy, người chơi vàng phải tiếp tục chịu thu về khoản lỗ nếu như mua từ đầu tuần. Cũng chính vì có sự điều chỉnh trái chiều của giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới nên chênh lệch giá vàng ở cả hai thị trường vẫn đang duy trì ở mức cao trên 12 triệu đồng một lượng. Đây là một mức chênh lệch rất cao và sẽ đẩy rủi ro về phía khách hàng. Nên người chơi vàng chúng ta cần phải thận trọng với thị trường. Hãy cân nhắc có nên giao dịch trong thời điểm này hay không. Thưa các bạn, đó là một số thông tin về giá vàng trong tuần vừa qua. Sau đây là những diễn biến cũng như phân tích nhận định về giá vàng của các chuyên gia trong tuần tới. Và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Như các bạn thấy, một điều mà các chuyên gia trên phố Wall khá đồng thuận ngay bây giờ chính là cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể tăng tốc độ thu hẹp chương trình mua trái phiếu thì giá vàng cũng khó có thể giảm sâu. Minh Phát xin nói thêm về việc Fed tăng tốc độ thu hẹp chương trình mua trái phiếu. Từ tháng 11 năm 2021, các thực hiện giảm mỗi tháng 15 tỷ đô la Mỹ trong gói 120 tỷ tính từ năm 2020 cho đến hết tháng 6 năm 2022. Với lạm phát tại Mỹ tính đến tháng 11 là 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như lạm phát tiếp tục tăng. Tại cuộc họp vào tuần tới trong 2 ngày 14 và 15 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ rút hỗ trợ kinh tế. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là tăng gấp đôi mức thu mua trái phiếu lên 30 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng điều đó sẽ đưa chương trình đã mua 120 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Sau đó, Fed có thể bắt đầu tăng lãi suất nếu như lạm phát vẫn là một vấn đề mà phải quan tâm như hiện nay. Theo kết quả khảo sát của hãng tin News, trong 13 nhà phân tích trên Fohuon, thì phần lớn các chuyên gia đều nghiêng về giá vàng tăng hoặc là đi ngang, chiếm với tỷ lệ là 46% ở mỗi dự đoán chỉ có 8% chuyên gia dự đoán là giá vàng giảm. Chứng tỏ giới đầu tư họ đã có góc nhìn tích cực về thị trường vàng ở thời điểm cuối năm. Trong khi đó, nhóm thương nhân bán lẻ thì rất tự tin về giá vàng tăng. Trong số 1039 nhà đầu tư bán lẻ tham gia thì có tới 53,6% lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Có 23,9% nhận định tiêu cực về thị trường và 22,5% có góc nhìn trung lập về kim loại quý. Thưa các bạn, sự kiện chính không thể bỏ qua vào tuần tới sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào 2 ngày 14 và 15 tháng 12. Hầu hết thị trường đều đã định giá trong khả năng cắt nâng tốc độ giảm thu hẹp chương trình mua trái phiếu sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương ông Powell đã từ bỏ cụm từ nhất thời khi nói về lạm phát trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Sau giai đoạn giảm liên tục trong tuần vừa qua, Hợp đồng vàng tháng 2 năm 2022 đã đi ngang và chốt phiên ở mức 1782,45 đô la Mỹ vào hôm thứ sáu. Trong tuần này, tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư là chỉ số lạm phát. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng mà Fed cần biết trước cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang vào cuối cùng của năm 2021. Theo số lượng mới được công bố, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng gần 40 năm qua, đạt dương 6,8%. Tuy nhiên, mức thay đổi hàng tháng nhỏ hơn so với tháng 10, chỉ tăng 0,8%. Khiến thị trường hy vọng rằng áp lực giá có thể đã lên đến đỉnh điểm. Chiến lược gia trưởng mảng thị trường tại Blue Line Futuri, ông Philip Chabot đã chia sẻ với hãng tin Kiko rằng Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới, Mọi thứ đã được định giá sẵn. Mọi người đều biết Fed sẽ làm gì. Lạm phát có thể đã đạt đến đỉnh điểm, kỳ vọng lạm phát sẽ bắt đầu đi xuống và Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đúng lúc nền kinh tế đang chậm lại. Bạn sẽ thấy lợi suất trái phiếu giảm xuống thấp hơn và chỉ số đồng đô la cũng sẽ giảm xuống. Vàng và bạc là một nơi tốt để đầu tư ngay từ bây giờ. Còn dưới góc nhìn của ông Arianday, chủ tịch của Arianday Asset Management, do lạm phát chạm mức cao nhất kể từ năm 1982. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ chọn vàng làm nơi phòng hộ. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng lạm phát là có thật và sẽ dai dẳng hơn so với những nhận định ban đầu. Và tương tự như Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB và các ngân hàng trung ương lớn khác đang tụt hậu nghiêm trọng trong việc chống lại một hiện tượng mà họ không tin là tồn tại. Ông Daniel Paminon Nhà môi giới hàng hóa cấp cao của Rio Fuduri thì cho biết Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ phải để cho nền kinh tế tăng trưởng trước khi tăng lãi suất. Ông dự đoán nền kinh tế của Mỹ sẽ tiếp tục bơm thêm tiền, lạm phát sẽ tăng cao hơn. Nhưng Fed không muốn làm bất kỳ điều gì để khuấy động thị trường chứng khoán Mỹ. Vì vậy, họ sẽ do dự trong việc tăng lãi suất trong năm tới. Ông Darin Nelson, chủ tịch của Darin Nelson Analysis nói rằng vào tuần tới, mức kháng cự ban đầu của vàng sẽ là 1.794 đô la Mỹ một ao. Và ông giải thích. Hợp đồng tháng 2 có vẻ đang di chuyển sang sóng 3 trong xu hướng tăng ngắn hạn năm sóng của nó. Mức kháng cự ban đầu ở mức cao nhất trong tuần này là 1.794,3 đô la Mỹ. Nếu như thành sự thật, mục tiêu tăng giá tiếp theo ở gần ngưỡng 1.810 đô la Mỹ. Ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Banopulgoban Forex, là một trong những nhà phân tích bi quan về giá vàng trong tuần tới. Ông nói rằng, Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ trở nên rất dèo hâu vì lạm phát. Tôi dự đoán giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Thưa các bạn, thị trường bắt đầu dồn sự chú ý vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tuần tới sau dữ liệu lạm phát nóng vào hôm thứ Sáu. Các nhà phân tích nhận thấy vàng ở một vị trí tốt để gây bất ngờ cho các nhà đầu tư. Con số lạm phát là yếu tố quyết định đằng sau mức độ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào ngày 15 tháng 12. Và vì lập trường diều hâu của Chủ tịch Fed ông Powell để tăng tốc giảm dần đã được định sẵn, các thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ ngôn ngữ diều hâu khác và các dự báo kinh tế. Ông Bart người đứng đầu chiến lược toàn cầu tại ngân hàng TD Security thì cho biết, dự đoán của các thị trường về việc tăng lãi suất tích cực có thể sẽ là quá sớm vì Fed vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế là vàng đã phản hồi khi ông Powell nói rằng Fed đang tăng tốc độ giảm từ 15 tỷ đô la Mỹ lên rất có thể là 30 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Ông cũng không thoải mái khi sử dụng từ nhất thời khi đề cập đến lạm phát. Nhưng mặc dù vậy, tiền số dư của Fed hiện nay có phần ôn hòa hơn so với trước đây, đặc biệt là sau khi ông Powell từ chức và quyết định đề cử bà Nael bà làm phó chủ tịch của Fed. Các bạn thân mến, tuần tới với 46% chuyên gia trên phố Wall và 53,6% số người được khảo sát trên thị trường cho rằng giá vàng sẽ tăng. Tuần này, tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng đã thay đổi khá mạnh với các chuyên gia trên phố Wall. Khi họ đã thay đổi góc nhìn với thị trường bởi số liệu lạm phát tăng nóng vừa được Bộ Đo động Mỹ công bố vào hôm thứ Sáu. Riêng cá nhân Minh Phát vẫn cho rằng tuần tới giá vàng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đang trong xu hướng tăng. Bài đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ đã sụt giảm vào hôm cuối tuần thứ sáu. Các yếu tố hỗ trợ cho giá vàng vẫn còn nguyên, như là lạm phát, dịch COVID-19 với biến thể mới tại Nam Phi, nhu cầu mua tích trữ của người dân. Do đó, giá vàng khó có thể giảm sâu, nhất là ở tại thị trường trong nước. Thưa các bạn. Bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.